ước mơ ngày xuân bài của lên một joseph tại duy tuyền mùa xuân luôn mang lại cho ta một niềm vui một hạnh phúc mùa xuân cho ta một hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn đó là lý do mọi chữ ghép vào chữ xuân đều biểu lộ sự hồi sinh và tràn đầy sự sống như xuân thì xuân tình xuân nồng xuân ngời Dẫu dòng đời luôn vằn xoay cứ xuân đến rồi xuân đi Nhưng mỗi mùa xuân đến lại cho ta một niềm hy vọng Một ước mơ mới trong cuộc đời Ước mơ thì ai cũng có Ước mơ cho mình đẹp Ước mơ được đóng góp phần mình tô thắm cho đời đẹp hơn Ước mơ lớn dần theo từng lứa tuổi Ước mơ cũng thay đổi theo thời gian Bài hát Tuổi mộng mơ dường như để diễn tả thật gần gũi điều đó. Em ước mơ mơ gì tuổi 12 tuổi 13 em ước mơ em là em được là tiên nữ ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người ban phép tiên cho người chấp cánh bay giữa trời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Ước mơ của tuổi thần tiên thật đẹp, đẹp trong tâm hồn và thể xác. Cái đẹp của thiên thần không có giận hờn, ghen ghét, chỉ có niềm vui và hạnh phúc đón nhận và trao ban. Qua cái tuổi vậy thì ai cũng mơ mộng xa xăm, sống thiếu thực tế nhưng vẫn mang hoài bão xây dựng cho đời tươi đẹp hơn. Em ước mơ gì? tuổi 13 tuổi 14 em ước mơ mang hồn em mang hồn thi sĩ theo giống mưa em đi hát xê mộng cho người trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ hoa thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ hoa rồi tới tuổi trăng tròn trong ai cũng xinh xắn luôn nở nụ cười tươi và dẫn đi đầy kiêu hãnh làm thổn thức bao trái tim rung nhịp tình yêu em ước mơ mơ gì tuổi mười tuổi mười lăm em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng rồi khi cái tuổi mộng mơ không còn thì ước mơ của người ta thực tế hơn, gần gũi hơn với cuộc sống. Em ước mơ gì tuổi 15, tuổi 16? Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu. Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người. Cô gái yêu nước Việt, bước chân theo giống nòi. Thật đẹp thay, thật đẹp thay, giấc mơ ngoan. Thật đẹp thay, thật đẹp thay, giấc mơ ngoan ngày đầu xuân theo thói quen của nhân gian người ta thường rủ nhau đi hái lộc xuân gọi là hái lộc nhưng thật ra người ta hái đã có sẵn những ước mơ những ước nguyện trước khi đón nhận lộc xuân lộc xuân như là dấu chỉ ăn lộc trời ban hay như là sự chúc lành của đấng hóa công tạo dựng đất trời cho ước nguyện ngày xuân ước mơ ngày xuân luôn là những ước mơ chân thực nhất vì nó chính là nỗi khát khao từ trong sâu thẳm của từng người là nỗi niềm riêng mà người ta muốn đổi thay cuộc đời hòa nhịp với sự đổi thay của đất trời ước mơ có thể là những dự định mà ta muốn thực hiện trong cuộc đời nhưng dù sao ước mơ vẫn là những điều vượt ngoài tầm tay cả là những hoài bão mong ước nhưng chưa đạt được hay chưa có cơ hội thực hiện. Ngày xuân, chúng ta trao gửi nỗi niềm ước mơ của mình cho đấng tạo hóa, đấng càng khôn. Ngày là đấng làm cho đất trời thay đổi theo bốn mùa, xuân hạ, thu đông. Và chỉ có Ngài mới làm cho ước mơ ngày xuân trở thành hiện thực. Vì mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Sự toan tính là của con người, nhưng điều đó có thành hiện thực hay không lại tùy thuộc vào ơn ban của trời đây cũng là niềm tin của người Ký Tô hữu vì mọi sự đều nhờ bớ ơn Chúa chính Chúa là đấng ban phát mọi ơn lành là đấng phù trợ và bảo vệ cuộc đời chúng ta niềm tin này không phải là niềm tin mong lung nhưng dựa trên chính lời hứa của Chúa Giêsu các con đừng lo chi ngày mai sẽ ra sao hãy xem chim trời Hãy nhìn xem hoa huệ ngoài đồng Chúng không hề lo lắng ngày mai sẽ ra sao Hãy trút mọi nỗi lo âu cho người Và người sẽ lo cho anh em Chúng ta hãy dâng lên Chúa Xuân những ước mơ Những hoài bão của chúng ta trong niềm tín thác vào Chúa Xin cho ước mơ ngày xuân của chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc Cho một năm an khang thịnh vượng với hai câu đối Sống tu nhân tích đức mở rộng lòng sống sao cho đáng sống xuân phúc lộc bình an tràn muôn lối xuân mãi vẫn là xuân amen bài của linh mục joseph tại duy tuyền